Con có người bạn cứ yêu cầu con giúp đỡ, đến khi con không thể giúp thì bạn ấy quay sang trách móc con. Với người như vậy con phải xử lý như thế nào? Trong kinh Giáo Thọ Thích Ca Lao Việt, Đức Thế Tôn có nói có những người bạn không đáng để mình được xem, để không đáng để mình xem đó là bạn. Một trong số đó là gì? Cái loại bạn chỉ thích nhận chứ không thích cho. Rồi có ít thì xin nhiều. Và lúc nào cũng xin hết trơn. Đụng cái gì cũng xin. Lúc nào cũng yêu cầu mình giúp đỡ. Nhưng mà đến khi mình nhờ giúp đỡ lại đó, thì thể hiện cái sự bất lực của bản thân. Thì những người bạn như vậy không đáng để mình xem là bạn, chỉ đơn giản như vậy thôi. Cho nên là mình phải biết chọn bạn mà chơi. Những vị gửi câu hỏi thì quý vị có thể gửi vào cái liên kết ha. Còn cái nơi mà sư nói đó, không phải là sư hiểm, sư không chỉ, nhưng mà sư có lý do để sư không có nói một cách cụ thể. Tại vì thứ nhất á, mình nói á, thì nhiều người họ không ưa, họ sẽ nghĩ là mình tâng bốc một cách quá đáng, thì như vậy thì họ sẽ tạo cái nghiệp không có nên. Còn cái người mà họ đã từng trải thì họ biết sư nói về ở chỗ nào thì họ cũng đủ hoan hỷ rồi. Và còn đối với một số người thì cho họ biết thì họ lên họ chỉ làm ô nhiễm cái chỗ đó thôi, tức là chỗ người ta đang ngon lành thì mình đem cái phàm mình lên chển thì nó chỉ khổ cho chư tăng ở đó thôi. Còn những vị mà sư nhắm tốt ngon được thì sư sẽ giới thiệu. Còn mà sư nhắm thôi anh phàm quá thì anh cứ ở cái chỗ phàm giùm tôi một cái đi, còn anh lên mấy chỗ kia thì anh hại đời chư tăng ở chảnh, tội nghiệp chư tăng đó. Cho nên là có những cái mình không phải là mình hiểm, nhưng mà mình phải biết lựa mặt để mà mình nói, chứ không phải cái gì mình cũng nói.